Có nhiều anh chị đã điện thoại lên bên em muốn được tư vấn hỗ trợ về cái dòng sản phẩm camera mini siêu nhỏ ngụy trang và đồ vật đấy, làm sao mà ngụy trang một cách kín đáo an toàn để các anh chị có thể là quay trực tiếp người đối diện mà không lo sợ bị phát hiện các anh chị nhá. Đấy, bởi vì các anh chị đang muốn mua cái sản phẩm này đấy để tặng cho vợ hoặc chồng của mình, đang nghi ngờ vợ hoặc chồng của mình cặp bồ cặp bịch mà muốn theo dõi giám sát đấy trực tiếp trên điện thoại từ xa, cũng như là giúp các anh chị có thể là quay các cái video làm bằng chứng chứng cứ thì có mẫu sản phẩm nào hay không. Đấy, thì bên em đã tư vấn hỗ trợ cho anh chị một cái mẫu sản phẩm mà khách hàng rất là hài lòng các anh chị nhá. Đấy, và đã mua về và phản hồi lại bên em rất là ok các anh chị ạ. Chính là cái mẫu sản phẩm camera mini siêu nhỏ ngụy trang vào trong cục pin dự phòng H8 như này các anh chị nhá. Đấy, cục pin dự phòng H8 như này thì rất là kín đáo, an toàn, tiện lợi và sử dụng rất là đơn giản dễ dàng các anh chị nhá. Đấy, và đơn giản dễ dàng và tiện lợi như thế nào thì ngay sau đây xin mời các anh chị hãy cùng em khám phá các anh chị ạ. Đấy, các anh chị sẽ mở hộp sản phẩm này ra cho em các anh chị này. Đấy, mở hộp sản phẩm, đây là khui hộp sản phẩm khi chị nhận hàng về các anh chị nhá. Đấy, sản phẩm chính của mình ở đây các anh chị này. Đấy, cục pin dự phòng H8 này. Đấy, lần lượt em sẽ để hết ra đây cho anh chị xem này. Đấy, nó bao gồm những cái thứ nào khi mình nhận về các chị nhá. Dây sạc này, các chị theo. Đấy, và đây nó sẽ có hai miếng dán các chị nhá. Đấy, thì lát nữa em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái chức năng công dụng của hai miếng dán này như thế nào các chị nhá. Đấy, và ngoài ra thì sản phẩm này các chị mua hàng về sẽ được tặng kèm cho anh chị một cái tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt này. Đấy, một cái thẻ nhớ ở đây các chị nhá. Thẻ nhớ đây là thẻ nhớ 128GB để các chị lưu các video các chị ạ. Thẻ nhớ này sẽ lưu cho mình trong khoảng thời gian liên tục là 20 ngày với chế độ lưu đầy lưu đẹp các chị nhá. Đấy, và quay trở lại với sản phẩm chính của mình đây các chị thấy không? Cái cục pin dự phòng H8 này. Đấy, các chị thấy nó hoàn toàn giống như mà là một cái cục pin dự phòng bình thường đúng không? Đấy, các chị sử dụng mua sản phẩm này về, các chị vẫn sạc pin sạc nguồn cho các thiết bị tiêu thụ, ví dụ như là điện thoại hoặc là máy nghe nhạc ở đây. Đấy, nói tóm lại là các cái thiết bị mà muốn tiêu thụ điện ở những cái nơi mà không có nguồn điện. Đấy, thì mình có thể là cắm vào cục pin dự phòng này các chị sử dụng các chị nhá. Đấy, và cái chức năng đặc biệt của cái camera này thì nó nằm ở cái mặt đối diện ở đây các chị nhá. Đấy, các chị thấy không? Đây là cái camera, đây là cái mắt cam này. Đấy, và đây là hai cái mắt hồng ngoại đen các chị nhá. Sản phẩm này được hỗ trợ hai mắt hồng ngoại đen để hỗ trợ quay video ban đêm mà không sợ bị phát hiện các anh chị nhá. Cho nên nó có thể là quay video dưới mọi điều kiện ánh sáng. Đấy, ánh sáng tối mịt mù, đấy đều có thể quay được các anh chị nhá. Đấy, nó không như các cái mẫu sản phẩm khác khi muốn quay đêm thì cần hỗ trợ ánh sáng yếu. Đấy, có thể là ánh sáng đèn ngủ, ánh sáng đèn đường lờ mờ thì mới quay ban đêm được. Còn riêng cái mẫu sản phẩm này thì quay video dưới mọi điều kiện ánh sáng môi trường các anh chị nhá. Đấy, và ở đây nó sẽ có khe lắp thẻ nhớ này. Đấy, thẻ nhớ bên em tặng kèm thì mình sẽ lấy và lắp vào đây các chị nhá. Đấy, và đây là nút reset camera này. Đấy, nút công tắc nguồn ở đây. Các bác thấy không? Tất cả nó nằm hết ở trên cái mặt này. Còn cái mặt này là các cái chức năng công dụng của cái cục pin dự phòng các chị nhá. Đấy. Thì ở đây các chị thấy này, đấy hai cái miếng dán bên em tặng kèm cho anh chị ở đây. Thì ở đây khi các chị mua về thì mình sẽ lấy hai cái miếng dán này ra, các anh chị sẽ bịt vào cái đầu này. Đấy, để các chị sử dụng nhá các chị nhá. Đấy, nhiều anh chị nhìn như thế này thì chưa biết cái tác dụng của cái miếng dán này thì nhìn như thế này thì nó lộ ngay lập tức đúng không? Đấy, nhưng mà các chị yên tâm nhá. Đấy, khi mình sử dụng thì mình sẽ che cái miếng dán này vào. Đấy, thì ngay lập tức các anh chị có thể là cầm trực tiếp trên tay như thế này mà quay trực tiếp người đối diện cũng không sợ bị phát hiện các chị nhá. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện lợi. Đấy, các anh chị có thể mua sản phẩm này về tặng cho vợ hoặc chồng của mình đúng không? Đấy, thì nó giống như cục pin dự phòng thì vừa thể hiện tình cảm cũng như là vừa giúp các anh chị có thể là theo dõi giám sát được trực tiếp trên điện thoại từ xa đúng không? Đấy, các bác thấy hiện nay trên mạng xã hội thì xuất hiện rất nhiều những cái vụ đánh ghen đúng không? Đấy, những lúc biết ra như thế này thì nó đã quá muộn rồi đúng không? Để phòng tránh các trường hợp đấy như thế thì các anh chị có thể là mua cái sản phẩm này. Đấy, hàng ngày vợ hoặc chồng của mình đi làm, đấy anh chị đều có thể theo dõi được giám sát từ xa qua điện thoại các chị nhá. Đấy, rất là tiện lợi đúng không? Đấy, và cách thức sử dụng của nó thì cũng rất là đơn giản dễ sử dụng các chị nhá. Đấy, và ngay bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách thức sử dụng các chị ạ. Đấy, thì ở đây các chị khi các chị nhận hàng về thì trước tiên đấy muốn kết nối được camera với điện thoại thì các anh chị cần tải cho em một cái ứng dụng các chị nhá. Đấy, ứng dụng ở đây có tên là ứng dụng Lookcam các chị nhá. Ở đây em đã tải sẵn về rồi đấy các chị này. Đấy, anh chị nào mà chưa tải thì các anh chị sẽ vào kho ứng dụng nhá. Đối với anh chị nào mà dùng iPhone như của em đây này, các chị sẽ vào App Store. Đấy, các chị sẽ đánh tên này. Đấy, ứng dụng này Lookcam, ở đây nó sẽ hiển thị ngay cho mình đúng không? Đấy, anh chị nào chưa tải thì ấn chữ nhận các chị nhá. Đấy, ở đây em đã tải sẵn về rồi thì cái chỉ việc mở ra đúng không? Đấy, còn đối với bác nào mà dùng điện thoại hệ điều hành Android thì các anh chị sẽ vào cửa hàng CH Play. Đấy, các chị tải ứng dụng Lookcam này về cho em các chị nhá. Đấy, khi tải ứng dụng xong bắt đầu mình sẽ khởi động nguồn của cái camera này lên để các chị hoạt động các chị nhá. Đấy, thì cái camera này khi các anh chị sử dụng thì một lần sạc đầy pin anh chị có thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là 15 tiếng các chị nhá. Hết pin thì anh chị lại sạc pin sạc nguồn sử dụng bình thường giống như là điện thoại của mình thôi các chị nhá. Đấy, thời gian rất là lâu các chị ạ. Đấy, các chị sẽ khởi động nguồn này, mình sẽ ấn cái nút nguồn này một cái.
Đấy, sau đó ở đây các chị thấy không, nó sẽ có đèn báo sáng như này là thiết bị của mình đã khởi động các chị nhá. Đấy, khi nó hoạt động như này đấy thì ngay lập tức nó sẽ phát ra một cái mã wifi các chị nhá. Đấy, cái mã wifi này các chị muốn kết nối để xem trên điện thoại thì các chị sẽ vào kho ứng dụng, các chị sẽ vào cái phần cài đặt trong điện thoại của mình các chị nhá. Đấy, các bác sẽ vào phần cài đặt này, cái biểu tượng bánh răng đây các chị này. Đấy, các chị vào mục wifi cho em. Đấy, các chị sẽ thấy không, đây là cái mã wifi nó phát ra này, nó sẽ thường bắt đầu bằng chữ F hoặc chữ G các chị nhá. Đấy, các chị chỉ việc ấn vào và kết nối như này. Đấy, các bạn thấy cũng rất là đơn giản các chị nhá. Đấy, bên em có các cái video, tất cả các sản phẩm bên em thì đều có các cái video hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể để các anh chị mua về làm sao sử dụng sản phẩm một cách đơn giản, dễ dàng và hiệu quả nhất các anh chị nhá. Đấy, ngoài ra chỗ nào không hiểu, đấy, đối với những cái bác mà tuổi cao, công nghệ thông tin của mình có thể chậm hơn thì bên em có thể hỗ trợ trực tiếp các bác trên điện thoại. Đấy, các bác có thể là nhắn tin, gọi điện, video Zalo trực tiếp qua, bên em sẽ hỗ trợ chu đáo nhiệt tình cho mình các anh chị nhá. Đấy, cài đặt kết nối xong như này, đấy, các chị sẽ thoát về màn hình chính này. Đấy, sau đó các chị sẽ đi vào ứng dụng các chị nhá. Đây, ứng dụng Lookcam đây này. Đấy, các chị sẽ ấn vào ứng dụng Lookcam các chị nhá. Đó, ở đây các chị chỉ việc ấn vào cái dòng chữ màu xanh Device Online như này. Đấy, tiếp tục sẽ ấn chọn Cam Cam. Đấy, thì rất là nhanh, camera với điện thoại của mình ngay lập tức sẽ được kết nối với nhau. Các bác thấy không? Đây, hình ảnh đã truyền vào trong điện thoại cho mình ở đây các bác nhá. Đây các chị này. Đấy, rất là đơn giản này. Đây là mắt cam đúng không? Đây anh chị thấy này, mắt cam này, em che mắt cam đi này. Mở mắt cam này. Đấy, che mắt cam này. Các bác thấy không? Rất là đơn giản các chị nhá. Đấy, hình ảnh thì rất là rõ nét các anh chị ạ. Hiện tại là đang sử dụng ở đây là độ phân giải 2K. Đấy, các chị có thể là tăng lên. Đấy, tăng lên 4K hoặc giảm xuống 1080 để các anh chị sử dụng như này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, rất là đơn giản các anh chị nhá. Đấy, và trên đây thì nó có rất nhiều các biểu tượng để hỗ trợ các anh chị khi các anh chị sử dụng với chất lượng hình ảnh tốt hơn các anh chị nhá. Đấy, ví dụ như bác nào mà đang quay trong các điều kiện môi trường ánh sáng yếu kém thì anh chị có thể ấn vào biểu tượng hình mặt trời này để tăng giảm ánh sáng các anh chị nhá. Đấy, còn bác nào mà đang muốn tăng giảm độ phân giải màu sắc thì ấn vào biểu tượng hình cầu các anh chị nhá. Đấy, và biểu tượng hình mặt trăng, đây là chế độ quay đêm này. Đấy, các chị ấn vào chế độ quay đêm thì nó sẽ chuyển sang chế độ quay đêm với chất lượng màu sắc hình ảnh, ở đây là màu đen trắng các anh chị nhá. Đây, các bác thấy không? Đấy, hình ảnh rất là rõ nét, đây là chế độ quay đêm các chị nhá. Đấy, mình sẽ tắt chế độ quay đêm đi thì nó lại trở về trạng thái quay bình thường như này, đúng không? Đấy, và em sẽ test cho anh chị xem chất lượng sản phẩm này. Đấy, cực kỳ là rõ nét các anh chị nhá. Đấy, khi mình xem thì anh chị có thể phóng to này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chị có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh này. Đấy, đối với các cái đồ vật hiện tượng ở xa, các chị muốn xem rõ nét thì mình có thể phóng to lên như này. Đấy, rất là ok đúng không? Đấy, ngày tháng năm giờ phút giây nó hiển thị trên đây. Đấy, và các chị muốn chụp ảnh thì các chị sẽ ấn vào biểu tượng máy chụp ảnh ở đây. Đấy, để chụp ảnh các chị nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, góc quay của nó cực kỳ là rộng với 170 độ này, đường truyền rất là ổn định đúng không? Camera đưa đi đến đâu thì ngay lập tức hình ảnh nó truyền vào trong điện thoại cho mình. Đấy, các chị thấy không? Đây em sẽ quay một đoạn video để test chất lượng sản phẩm cho các anh chị nhá. Đấy, các bác thấy không? Muốn quay video thì các anh chị sẽ ấn vào cái biểu tượng máy quay phim đây này. Đấy. Ấn vào đây. Đấy, nó chuyển sang màu đỏ như này, nó đang quay các chị nhá. Đấy, các chị thấy này, em sẽ quay một đoạn video nhá. Quay video thì có âm thanh hình ảnh đầy đủ cho các anh chị này. Đấy, các bác thấy không? Đường truyền thì rất là ổn định, góc quay của nó cực kỳ là rộng các anh chị nhá. Đấy, số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí bên em ở đây các anh chị nhá. 0962085919 và 0969155444 các anh chị ạ. Đấy, em sẽ dừng quay video này. Đấy, các bác muốn xem lại ảnh, xem lại video thì các anh chị sẽ ấn vào cái biểu tượng mũi tên màu xanh trên đây. Đấy, để quay trở về ứng dụng các anh chị nhá. Sau đấy thì các anh chị muốn xem thì ấn vào cái biểu tượng mà có chữ album ở dưới này. Đấy, để vào xem ảnh, xem video ở đây các chị nhá. Đây, ảnh mình vừa chụp đây các bác thấy không? Đấy, phóng to, thu nhỏ này. Đấy, thời gian lúc mình chụp đây nó sẽ lưu trên đây cho mình nhá. Đấy, ngày tháng năm giờ phút giây này. Đấy, rất là cụ thể cho mình. Đấy, các bác muốn xem cái nào thì chị sẽ ấn vào đây các chị xem này. Đấy, đây là ảnh các chị nhá. Đấy. Video đây các chị này, em sẽ mở lên cho anh chị xem. Đây, đấy nó chuyển sang màu đỏ như này, nó đang quay các chị nhá. Đấy, chị thấy này, em sẽ quay một đoạn video nhá. Quay video thì có xanh hình ảnh đầy đủ cho các chị này. Đấy, các bác thấy không? Đường truyền thì rất là ổn định, góc quay của nó cực kỳ là rộng các chị nhá. Đấy, các bác thấy không? Quay video thì có âm thanh hình ảnh đầy đủ cho mình các anh chị nhá. Đấy, rất là ok các anh chị ạ. Đấy, và ngoài ra thì các anh chị có thể khám phá thêm các chức năng khác công dụng ở đây các chị này. Đấy, các chị sẽ ấn vào cái biểu tượng mà có chữ video ở dưới đây. Đấy, sau đó sẽ chọn cho em cái biểu tượng bánh răng này. Đấy, và chọn dòng thứ ba từ dưới lên này, device setting các chị nhá. Ở đây các chị thấy này, cái biểu tượng hình cái chuông đây là chức năng cảnh báo chuyển động này. Biểu tượng hình ổ khóa đây là cài đặt chức năng, tức là thay đổi mật khẩu camera.
Đấy, còn ở đây là cái biểu tượng mà thẻ nhớ này, là cài đặt lưu và thẻ nhớ các chị nhá. Đấy, còn biểu tượng cột sóng wifi này, tức là các anh chị muốn xem trực tiếp trên điện thoại từ xa thì anh chị sẽ ấn vào đây để kết nối xem trực tiếp trên điện thoại từ xa các chị nhá. Đấy, mình sẽ ấn vào đây này. Đấy, sau đó các chị chọn tên mạng wifi nhà mình, nhập mật khẩu vào đây. Sau đó các chị sẽ ấn ok xác nhận và thoát ra màn hình, đợi 1 đến 2 phút sau các chị vào lại. Đấy, thì lúc này mình mới có thể là theo dõi được trực tiếp trên điện thoại từ xa, không giới hạn khoảng cách các chị nhá. Đấy, rất là đơn giản, dễ sử dụng đúng không? Sản phẩm này khi chị đã cài đặt thành thạo rồi thì các chị chỉ mất khoảng 30 giây là mình có thể tự mình kết nối cài đặt camera với điện thoại để xem các chị nhá. Rất là đơn giản, dễ dàng các chị ạ. Đấy, các chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua hoặc là cần tư vấn hỗ trợ thì các chị liên hệ qua bên em theo số điện thoại tư vấn tổng đài ở trên để đặt hàng cũng như để được tư vấn hỗ trợ thêm các anh chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.